đi là hướng vào phố mới nè các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn phương cách tầm giàu mới của người nông dân, người ta trồng. Tục cái câu trả lời cho các bạn thực tế thì các bạn có đất, các bạn giờ nên trồng cái gì để tăng năng suất. Thì hôm trước mình có gợi ý cho các bạn về đá giang với cái đất rộng nha. Thì thực tế có đất làm giàu theo nghĩa đen nghĩa bóng nên tiếp tục chia sẻ. Thì một trong những phương thức làm giàu tiếp theo, đây người ta trồng khoai mì. Thì dọc đường thành phố mới thì cũng hết đất rồi, người ta tiếp tục tận dụng để mà những khoảng đất trống cũng của nhà nước người ta mượn thôi chứ không phải đất của người ta. Nhưng mà đây cũng là cái loại cây trồng ngắn hạn nhưng mà đem lại thu nhập cao, doanh thu cao, là gợi ý cho các bạn nha. Phải theo yêu cầu của các bạn thì kêu chia sẻ thực tế cây mì người ta trồng thế nào. Thì mình cũng có chia sẻ rồi nhưng mà hôm nay mình chia sẻ lại thực tế cho các bạn. Ok, thì đây nè, đường qua thành phố mới nhưng mà người ta trồng nè. Còn vụ mùa trước mình có chia sẻ rồi, khi mì nó có trái, ủa bậy có củ. Nay thì đầu mùa mới, như Ngũ Lan Kiết Nữ mỗi năm một lần, mình cũng mỗi năm mình ghé đám mì mình chia sẻ lại để nó mới. Nếu các bạn không xem video mới thì các bạn đem xem lại video cũ về thu hoạch mì. Như tháng trước mình có chia sẻ đám mì này rồi. Mì này các bạn thấy nó gì không? Mình xa xa chắc các bạn không thấy, nhưng mà anh tí mình cho các bạn xem gần. Cái đám mì này nó bị phạm phân, nó bị phạm phân, bị phạm thuốc. Thì đầu tiên thì sẽ chia sẻ cho các bạn nè phương thức làm già bằng phương pháp trồng mì. Mì này là mì cao sản, thì mỗi vùng nó có giá khác nhau nha, mình không có quy tập hết được, tại vùng mình nó thuộc về thành phố mới, nó gần chợ đầu mối đó các bạn, nên giá nó sẽ nhỉnh hơn nha, tùy theo mùa nó sẽ giá khác nhau. Cho nên mình nói với các bạn, nói không nói giá thì mình nói giá của vùng mình thì không phù hợp dùng các bạn. Các bạn nói mình nói giá cao, các bạn thì thấp, mà không phải, mình gần chợ đầu mối nó khác. Ta trồng theo luồng nha các bạn. Đất trồng thì cũng đất tự nhiên bình thường. Ở Việt Nam thì đất nào chắc giống nhau, trừ cái đất ruộng thì nó sập sình nè. Người ta lên gò, lên mô gì nè, để dán mương gì nó không bị động nước nè, dán mương này thấy không, không có bị động nước. Cái lên mô nó gò lên luồng vậy nè, nó dễ chăm sóc hơn, tầm cỏ bón phân phun thuốc cũng dễ, thu hoạch cũng dễ. Tiếp theo thì các bạn xem nguyên đắp mì luôn, chứ không phải riêng cây nào đâu nha. Lá bị cháy hết rồi, bị quéo nè, bị cui nè, nhất là phạm phân, hai gặp sương mù. Nè các bạn thấy không, nó quéo lá này, phải xả nước tứ đó, cho nó xả ra, ngưng phân nè mà xả nước tứ. Nhưng mà người ta ở trong giò nước đầu tứ, mà nay người ta trồng ngay mùa mưa, nay gặp bão số 1 nữa nên đám mì này đỡ rồi, ok nè, thấy không, béo hết, quéo lá hết này, không trái hết, cui hết nè. Cái này không phải sương muối, không phải sương mù luôn, mà là phạm phân, béo hết nguyên đám luôn nha, trắng lá hết nè, xả nước ra, không có tứ phân nữa. Mà cái đám này tính ra người ta làm cỏ sạch vô cùng luôn.
Ừ, mênh mông trời đất mình. Nguyên một đám luôn ta. Phân phạm thì nó cũng quéo, mà là phun thuốc phạm nó cũng quéo, sương mù sương muối xuống nó cũng quéo nè. Lá giang ta trồng vậy, trồng vậy chứ thuốc không, chứ đâu có trồng không mà nó lên được. Phân thuốc dữ dằn đó. Mì này người ta bón diêm, sáng này hôm bữa mình thấy người ta rải diêm, rải quá quéo hết trơn hết trọi luôn nè. À, quéo như cái bà tóc xoăn. Phân người ta xả phân một cách đây tưới nước nhiều, nhưng mà đây cánh đồng mênh mông nước đâu đầy tưới, cho nên thường người ta trồng vào đầu mùa mưa. Tháng 6 âm lịch rồi, tháng 7, ủa tháng 7 Tây. Trời mưa nước xối ghê không nè, coi nè, cát nè, mưa cát xối luôn, thấy không? Nhìn như con suối. Mì cao sản thì đây, mì cao sản lá đỏ, đọt đỏ, thân đỏ, để trồng làm bột mì, bánh mì, rồi bột ngọt, chứ không có ăn, ăn đắng vô cùng. Cái đọt của mì kia, của mì mình ăn á thì ăn được, còn cái đọt này mà ăn thì trúng độc luôn. Ăn đọt mì này trúng độc nha, cái mì này về các bạn luộc trụng không kỹ ăn, tại gỡ nó đắng vô cùng vô đổi. Linh muôn lúa tích bữa nay đi sớm gặp cái anh bạn cũ 2 năm rồi, phỏng vấn ảnh trực tiếp cho các bạn đặt câu hỏi, nhưng mà hôm nay không gặp tại mình đi trễ quá, giờ 10 giờ. Khi khác mình gặp ảnh mình chia sẻ lại, cho anh chia sẻ trực tiếp cho các bạn nha. Thì gửi cho các bạn trồng mì, cây mì để tăng năng suất để nông dân làm giàu. Có đất các bạn không biết trồng gì đây, ngoài lá giang để trồng mì, cà pháo, thì số lượng trồng nhiều vậy thì thu hoạch sớm, mì 6 tháng. Ok, mình vừa chia sẻ cho các bạn đám mì đất nhiều, khu vực đất nhiều các bạn không biết trồng gì rồi nha. Quýu, chúc các bạn thành công, mà có những gợi ý cho các bạn. Ồ, các cây cao cây thấp, đất này bạc màu quá mà đậm lân kali, bón tá là hả, tại vì nó đang lên, một khi có củ người ta có cái khác.